Xin chào mọi người đã đến với Xe Cương Weekly. VinFast VF6 và VF7 là hai mẫu SUV thuần điện đã được trình làng trong triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 diễn ra cách đây đúng một năm. Nhưng phải đến tận triển lãm CES 2023 thì VinFast mới tiết lộ thêm những thông tin mới về cụm pin, quãng đường tối đa dự kiến cho một lần sạc, hệ thống truyền động, các trang bị cũng như thời gian mở bán cho hai mẫu xe này. Ngoài ra, trong video ngày hôm nay sẽ còn có những thông tin về Land Rover Defender 130, mẫu xe vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá từ 5,989 tỷ đồng. Mời mọi người cùng tìm hiểu nhé! Đầu tiên là với VF6, tương tự như VF8 cũng như VF9, VinFast VF6 có hai phiên bản là Eco và Plus, trong đó phiên bản Eco sẽ sở hữu motor điện mạnh 130 kW, tạo ra khoảng 174 mã lực và mô men xoắn cực đại là 250 Nm. Hai con số tương ứng của phiên bản Plus là 201 mã lực và 310 Nm. Cả hai phiên bản đều dùng chung hệ dẫn động cầu trước và cụm pin có dung lượng khả dụng là 59,6 kWh. Với cụm pin này thì bản Eco có thể chạy được 399 km và bản Plus có thể chạy được 381 km sau khi sạc đầy. Ở bản Eco, xe được trang bị nội thất bọc nỉ pha da thân thiện với môi trường, trong khi đó bản Plus dùng da thân thiện với môi trường để có thể bọc nội thất và trần kính toàn cảnh. Ngoài ra, xe còn có vô lăng 3 chấu với thiết kế vắt đáy thể thao và tích hợp các phím chức năng. Các tiện ích và ứng dụng giải trí thông minh trong xe thì được hiển thị trên màn hình cảm ứng có kích thước là 12,9 inch. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ B, VinFast VF6 sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.238mm, chiều rộng 1.820mm, chiều cao 1.594mm và chiều dài cơ sở là 2.730mm. Như vậy thì mẫu xe này sẽ sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn so với các mẫu SUV cỡ B điển hình đang bán tại Việt Nam như là Kia Seltos, Honda HR-V hay thậm chí là Toyota Corolla Cross. Trên thực tế thì chiều dài cơ sở của mẫu ô tô điện này còn nhỉnh hơn cả những mẫu SUV cỡ C như là Honda HR-V hay là Mazda CX-5. Tương tự như VF6, VF7 cũng có hai phiên bản Eco và Plus. Ở phiên bản Eco, mẫu xe điện này được trang bị một motor điện nằm trên cầu trước, mạnh 150 kW, tạo ra khoảng 201 mã lực và mô men xoắn cực đại là 310 Nm. Tiếp đến là phiên bản Plus với hai motor điện nằm trên hai cầu, cho công suất tổng cộng là 260 kW, tạo ra khoảng 349 mã lực và mô men xoắn cực đại là 500 Nm. Nhờ cách bố trí này mà bản Plus có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hứa hẹn sẽ giúp tăng khả năng di chuyển linh hoạt và cảm giác lái đầm chắc cho người sử dụng. Ở cả hai phiên bản, VinFast VF7 đều sử dụng cụm pin có dung lượng khả dụng là 57,3 kWh. Tuy nhiên, quãng đường di chuyển sau một lần sạc của bản Eco là 450 km, trong khi đó con số tương ứng của bản Plus là 431 km. Sự khác biệt giữa hai phiên bản Eco và Plus của VinFast VF7 được thể hiện rõ ở khu vực bên sườn. Tại đây thì mẫu xe được trang bị vành hợp kim 19 inch ở bản Eco và 20 inch tiêu chuẩn hoặc là 21 inch tùy chọn ở bản Plus. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, VinFast VF7 sở hữu chiều dài 4.545mm, chiều rộng 1.890mm, chiều cao 1.635mm và chiều dài cơ sở là 2.840mm. Như vậy thì đây sẽ là mẫu xe có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn so với những mẫu xe khác trong phân khúc như là Honda HR-V hay là Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Nhờ có chiều dài cơ sở lớn nên VF7 được trang bị không gian nội thất 5 chỗ ngồi vô cùng rộng rãi. Bước vào bên trong mẫu xe thì chúng ta sẽ bắt gặp ngay phong cách thiết kế khá thể thao với sự kết hợp của những màu sắc tương phản như xám, đỏ và vô lăng vắt đáy. Trước mặt người lái không có bản đồng hồ kỹ thuật số tương tự phong cách của VinFast VF6, và thay vào đó thì xe sẽ có màn hình cảm ứng trung tâm với kích thước là 12,9 inch ở bản Eco và 15 inch ở bản Plus. Những chi tiết đáng chú ý khác bên trong mẫu SUV cỡ C thì bao gồm có cửa gió điều hòa trải dài trên mặt táp lô, núm xoay chuyển số đặt gần bệ tì tay trung tâm và trần bằng kính toàn cảnh ở bản Plus. Không lâu sau khi được giới thiệu trên toàn cầu, biến thể Defender 130 đã chính thức ra mắt tại Việt Nam với 5 phiên bản, cùng với giá bán khởi điểm từ 5,989 tỷ đồng. Đây là phiên bản lớn nhất của dòng xe này với không gian nội thất rộng rãi, đủ chỗ cho 8 người. Trước đó vào giữa năm 2022, Land Rover từng thông báo nhận đặt hàng cho mẫu SUV này ở thị trường Việt. Là biến thể kéo dài,
so với Defender đời cũ, thân phía sau của Defender 130 được kéo dài thêm 340mm, giúp chiều dài tổng thể kéo dài lên tới tận 5.358mm. Điều này giúp cho khoang xe trở nên rất rộng rãi khi đủ chỗ cho 8 người với cấu hình ghế dạng 233. Riêng hàng ghế thứ 3 cũng có độ rộng lên tới 1,2m, thoải mái cho 3 người ngồi vô tư. Chiếc xe này có thể đưa được gia đình bạn với hai vợ chồng, hai người con, bố mẹ bạn, bố mẹ vợ bạn cùng nhau đi cắm trại và đi phượt. Trái tim của các phiên bản Defender 130 là động cơ xăng 6 xi lanh 3.0 lai điện nhẹ My Hybrid. Tuy nhiên có hai mức công suất khác nhau cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh EAWD. Hy vọng những thông tin về những mẫu xe mới trên đây sẽ hữu ích dành cho mọi người. Mọi người đừng quên để lại comment cảm nghĩ của mình về những mẫu xe này ở bên dưới nhé. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye!